Gần đây thì chúng ta đều đã chứng kiến những cái vụ sập lịch sử từ các cái tên rất là lớn ở trong làng crypto như là Luna này, Celsius, 3AC. Gần đây hơn nữa thì chúng ta thấy được vụ sập của FTX Alameda ngay sau khi các lãnh đạo công ty không thể cứu vãn tình thế cũng như là công ty không thể chi trả cho các khoản nợ của mình nữa thì đa phần các công ty crypto đều đệ đơn phá sản theo hình thức Chapter 11 của luật phá sản Mỹ. Vậy thì Chapter 11 là gì? Đây là hình thức phá sản ra làm sao và tại sao các công ty crypto lại chọn hình thức này để tuyên bố phá sản? Hãy cùng Irene đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho Coin 68 TV. Ok, không dài dòng nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Chapter 11 hay chương 11 là một phần của bộ luật phá sản Hoa Kỳ. Đây là một hình thức cho phép các công ty tuyên bố phá sản nhưng vẫn được phép tái cơ cấu các khoản nợ của mình và tiếp tục kinh doanh để có thể trả nợ cho các nhà đầu tư. Hình thức phá sản này thì thường liên quan đến các cái khoản nợ lớn cho đến cực lớn. Các doanh nghiệp thường chọn phá sản theo hình thức chương 11 khi mà tổng giá trị của doanh nghiệp lớn hơn tổng giá trị của các tài sản bán ra riêng lẻ và các doanh nghiệp có một cái kế hoạch tái cơ cấu, tái kinh doanh hiệu quả để có thể kiếm lại tiền trả lại cho các nhà đầu tư cũng như là chủ nợ. Với chương 11 thì các công ty có thể giữ lại các hoạt động kinh doanh của mình, nhân viên công ty thì cũng có thể không bị mất việc và các khía cạnh lợi nhuận của công ty thì có thể được giữ lại. Mục tiêu cao nhất của chương 11 là giúp cho các doanh nghiệp tránh bị phá sản vĩnh viễn, có thể tiếp tục kiếm được tiền để trả lại cho các chủ nợ cũng như là thoát khỏi tình trạng khủng hoảng. Kế đến thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là những đơn vị nào có thể nộp đơn phá sản theo luật phá sản chương 11. Theo luật của Hoa Kỳ thì chương 11 luật phá sản phù hợp cho bất kỳ ai có đủ điều kiện đăng ký phá sản khi mà không còn đủ khả năng chi trả cho các khoản nợ của mình. Trong quá trình tố tụng theo chương 11 thì các tòa án sẽ giúp cho các doanh nghiệp tái cơ cấu lại các khoản nợ cũng như là nghĩa vụ nợ của mình. Trong thời điểm đó thì các công ty này vẫn có thể tiếp tục hoạt động và mở công khai như bình thường. Một số công ty đã tuyên bố phá sản và vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay, có thể kể đến như là tập đoàn mô tô khổng lồ của Mỹ là General Motors này, hãng hàng không United Airlines hay là chuỗi cửa hàng siêu thị rất là lớn là Kmart và rất là nhiều tập đoàn công ty lớn ở trên nước Mỹ khác. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng tìm hiểu sơ qua về khái niệm phá sản theo chương 11. Vậy thì phá sản theo chương 11 có những ưu điểm nào cho doanh nghiệp? Tại sao các công ty crypto đa phần lại lựa chọn hình thức này để có thể tuyên bố phá sản? Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động trong khi trải qua quá trình tái cơ cấu hay là tái tổ chức lại các hoạt động. Điều này thì giúp cho các doanh nghiệp có thể tạo ra được một dòng tiền giúp doanh nghiệp có thể trả được các khoản nợ cho các chủ nợ của mình. Trong quá trình này thì tòa án cũng sẽ ra một số sắc lệnh cấm cho phía bên chủ nợ. Tuy nhiên là đa phần chủ nợ cũng sẽ đồng ý với hình thức phá sản theo chương 11 vì đây là hình thức giúp họ có khả năng lấy lại được số tiền lớn hơn. Phá sản theo chương 11 thì cho phép tòa án tiếp tục thụ lý các vấn đề về pháp lý của mình trong khi các bên thì có thể ngồi lại với nhau để có thể đàm phán xem là tài sản sẽ về tay ai và các cái khoản nợ thì sẽ được xử lý như thế nào. Bên cạnh đó thì phá sản theo chương 11 cũng là cách tốt nhất để cho các nhà đầu tư hay là các chủ nợ có thể lấy lại được số tiền lớn nhất, bởi vì đa phần tài sản của doanh nghiệp sẽ là những cái tài sản vô hình như là lực lượng lao động này, mối quan hệ với các nhà cung ứng hay là với khách hàng hay là với các nhà đầu tư. Vì vậy cho nên là cách để lấy lại phần lớn tài sản sẽ là bán doanh nghiệp đi hoặc là để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. Kế đến thì phá sản theo chương 11 cũng là một cách để đảm bảo rằng bộ máy lãnh đạo của các công ty bị phá sản sẽ phải chịu trách nhiệm và hoàn trả lại cho các cái tổn thất mà họ đã gây ra cho các cái nhà đầu tư hay là các cái chủ nợ của mình. Vậy thì nhược điểm của hình thức phá sản theo chương 11 là gì? Phá sản theo chương 11 có thể coi là hình thức phá sản phức tạp nhất cũng như là tốn kém nhất trong tất cả các hình thức phá sản theo luật phá sản của Mỹ. Chương 11 thì thường bị chỉ trích là một cách để làm giàu cho giới luật sư cũng như là một biện pháp giúp cho các bên vay nợ trốn tránh khỏi các cái khoản nợ của mình. Ở những trường hợp như vậy thì ngày càng tăng lên sau các cái cuộc khủng hoảng kinh tế hay là những cuộc đại suy thoái. Hiện nay thì các chủ nợ của 3AC đang yêu cầu tòa án triệu tập hai founder là Chu Su và Kyle Davis ra trình diện để trả lời những câu hỏi về tình trạng của 3AC cũng như là các vấn đề trả nợ cho các chủ nợ. Tuy nhiên hai ông này thì lại bị cáo buộc là cố tình lẩn tránh và không trả lời các cái câu hỏi của các chủ nợ. Sau đó thì Chu Su đã lên Twitter để phản pháo lại những cái cáo buộc trên, đồng thời còn làm lộ cả thông tin là Starway sắp phát hành token. Trong ngày 17 tháng 10 thì Bloomberg cũng đưa tin là giới chức Mỹ đang quan ngại rằng 3AC không trung thực với những cái tình hình của công ty cũng như là không đăng ký các hoạt động lên cơ quan chức năng và có dấu hiệu lừa gạt các nhà đầu tư. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về ưu và nhược điểm khi mà các công ty phá sản theo chương 11. Vậy thì các nhà đầu tư như chúng ta có bị ảnh hưởng gì khi các công ty nộp đơn phá sản theo chương 11 hay không?
Như chúng ta đã biết thì khi mà một công ty crypto nộp đơn phá sản theo chương 11 thì công ty vẫn có thể tiếp tục hoạt động, các token hay đồng coin của công ty vẫn có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên, với sự panic từ thị trường thì khả năng cao là giá của các đồng coin hay token này sẽ giảm mạnh, khiến cho giá trị công ty không còn được cao nữa. Về các khoản vay nợ của công ty thì sẽ được chia ra thành các khoản nợ đảm bảo và không đảm bảo. Các khoản nợ có đảm bảo thì sẽ được ưu tiên trả trước, còn khi mà công ty vẫn còn dư giả tiền mặt hay là những cái tài sản khác thì sẽ tiếp tục trả nợ đến những cái khoản nợ không đảm bảo. Tương tự như vậy, đối với các chủ nợ thì cũng sẽ chia ra là chủ nợ có đảm bảo và không đảm bảo. Thật không may là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ chính là những cái cá nhân gặp tổn thất khủng hoảng nặng nề nhất và lại ít được bảo vệ nhất trong vụ sụp đổ hay là phá sản của một công ty crypto. Khi mà một công ty crypto tuyên bố phá sản thì những tài sản của công ty sẽ được thanh lý và ưu tiên trả cho những cái chủ nợ có khoản nợ đảm bảo, ví dụ như là các ngân hàng này, hay là những cái chủ đầu tư lớn, các quỹ lớn vân vân. Tuy nhiên, những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được coi là những cái chủ nợ không đảm bảo, vì vậy cho nên là họ sẽ rất khó khả năng có thể thu hồi lại số crypto của mình hay thậm chí là số tiền tương đương với số crypto mà họ đã đầu tư cho dự án. Cuối cùng là những công ty đã tuyên bố phá sản theo chương 11 luật phá sản của Mỹ. Cùng với sự suy thoái kinh tế cũng như là giá Bitcoin liên tục giảm thì có rất nhiều công ty đã tuyên bố phá sản và nộp đơn phá sản theo chương 11 của Mỹ. Một số công ty lớn trong crypto có thể kể đến như: thứ nhất, Three Arrow Capital 3AC. Như chúng ta đều đã biết thì Three Arrow Capital là một quỹ đầu tư lớn đã hỗ trợ cho rất nhiều dự án khác nhau. Tuy nhiên, trong đợt khủng hoảng Luna USD thì quỹ này đã cầm hơn 200 triệu đô la đồng Luna. Với việc Luna sụp đổ cũng như là nhiều dự án khác sụp đổ theo thì quỹ này đã không thể đáp ứng được margin call cũng như là trả được số tiền cho Voyager Capital. Thứ hai là Voyager Digital. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự phá sản của Voyager Digital chính là từ sự sụp đổ của Three Arrow Capital. Dịch vụ này thì đã phải đảm bảo các cái tài sản crypto của mình ngay sau sự vỡ nợ của quỹ Three Arrow Capital với khoản vay là 666 triệu đô. Dịch vụ này thì đã phải tạm ngưng tất cả các cái giao dịch trên hệ thống cũng như là hoạt động rút tiền vài hôm trước khi mà tuyên bố phá sản công ty. Vào thời điểm nộp đơn phá sản theo chương 11 thì công ty này bị cho là đang có số nợ lên đến hàng tỷ đô la. Thứ ba, Celsius Network. Nhiều người thì đã đặt nghi vấn về khả năng thanh khoản của Celsius trước khi công ty tuyên bố phá sản. Công ty thì đã gặp phải tình trạng rất là khó khăn khi họ cũng gặp hiệu ứng dây chuyền sau vụ sụp đổ của Three Arrow Capital. Giá trị của đồng CEL, đồng token do Celsius phát hành cũng gặp phải tình trạng rất đáng nghiêm trọng ngay sau những khủng hoảng của công ty. Và vào ngày 13 tháng 7 năm 2022 thì công ty này cũng đã nộp đơn xin tuyên bố phá sản. Thứ tư là FTX. FTX là sàn giao dịch lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Binance và Coinbase. Đồng FTT của sàn này thì cũng đã từng lọt top các đồng tiền mã hóa khi mà có độ biến động cực kỳ thấp. Vào ngày 11 tháng 11 thì theo thông tin Twitter, sàn giao dịch FTX đã đệ đơn xin phá sản theo chương 11 luật phá sản của Mỹ không lâu sau khi Binance xác nhận là sẽ không mua lại FTX. Chỉ trong vòng vài ngày thì sàn giao dịch FTX đã đi từ mức định giá 32 tỷ đô về mức phá sản ngay sau khi là các khách hàng liên tục ồ ạt rút tiền, dẫn đến tình trạng khánh kiệt thanh khoản, và ngay sau cú quay xe của sàn Binance quyết định là không mua lại FTX nữa. Trước khi nộp đơn xin phá sản thì FTX đã phải đối mặt với khoản nợ lên đến 7 tỷ đô la. Số tiền này bắt nguồn từ việc là nhà sáng lập Bankman-Fried đã chi ra những cái khoản hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đô giúp cho các công ty cùng ngành crypto tránh khỏi bờ vực phá sản. Vừa rồi thì Irene đã giải thích cho các anh em về hình thức phá sản theo chương 11 và lý do tại sao các công ty crypto hiện nay lại chọn hình thức này để tuyên bố phá sản. Anh em nghĩ sao về video này? Hãy comment cảm nhận cũng như là suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và subscribe cho Coin68TV. Mình là Irene và hẹn gặp anh em ở trong những video sau. Bye!